chứng kiến bệnh nhân tử vong là cú sốc tinh thần rất lớn với bác sĩ. Một bác sĩ đã khóc suốt buổi báo cáo vì chứng kiến quá nhiều bệnh nhân COVID-19 tử vong trong quá trình điều trị. Trung tâm điều trị người bệnh COVID-19 tại bệnh viện Việt Đức tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức hoạt động từ ngày 11 tháng 8 đến nay đã điều trị cho hơn 300 bệnh nhân COVID-19 nặng, gần 20 ngày làm việc tại bệnh viện giả chiến. Bên cạnh những bệnh nhân không qua khỏi đã có nhiều bệnh nhân xuất viện, cũng có vài chục bệnh nhân nặng chuyển nhẹ. Kết quả xét nghiệm âm tính PCR lần một âm tính, đang đợi lần hai để xuất viện, trao đổi qua điện thoại với TLO, TS. Bác sĩ Lưu Quang Thùy, Phó Giám đốc Trung tâm Điều trị Người bệnh COVID-19 Bệnh viện Việt Đức tại thành phố Hồ Chí Minh, cho biết ngoài điều hành trung tâm, các bác sĩ tại đây còn chỉ đạo tuyến với 8 bệnh viện khác ở quận Bình Tân theo phân công của Bộ Y tế. Ngoài phần công việc rất lớn này, các bác sĩ cũng đối diện nhiều khó khăn do thiếu trang thiết bị, làm việc tại bệnh viện giả chiến giữa thời tiết nóng bức, nhân viên y tế phải mặc đồ bảo hộ nhiều giờ liền khiến họ ngất xỉu. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng phải làm việc trái tuyến, điều trị cho các bệnh nhân truyền nhiễm. Các bác sĩ của chúng tôi đã chứng kiến nhiều bệnh nhân COVID-19 tử vong. Nhìn bệnh nhân mình nỗ lực điều trị không qua khỏi đã tạo áp lực rất lớn lên các nhân viên y tế, đó là stress rất lớn cho họ. Hôm trước có một bác sĩ đi chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Hùng Vương. Bác sĩ ấy đã khóc suốt trong buổi cáo cáo vì đã chứng kiến các bệnh nhân Covid-19 ra đi trước mặt mình, bác sĩ Thùy nói. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.